Thưa quý vị và các bạn, với mô hình phục dựng 36 phố phường, những con phố đẹp nao lòng hay là những gánh hàng hoa, quán nước vỉa hè, những món quà vặt tuổi thơ hay là quán bia mậu dịch luôn chìm đắm trong tâm hồn bao thế hệ người Hà Nội. Tất cả những giá trị ấy đang được tái hiện trong triển lãm Ký ức Hà Nội tại Hoàng thành Thăng Long. Các tuyến phố với các đặc thù về kinh doanh buôn bán, nghề thủ công của 36 phố phường. Những quán cóc vỉa hè với nét đặc trưng nước trà, thuốc lào, dăm ba cái kẹo lạc, kẹo bột, kẹo dồi chó, bánh nếp bánh tẻ hay xe điện leng keng và nhiều hình ảnh xa xưa của Hà Nội được tái hiện trong tiết trời se lạnh. Đối với vợ chồng ông Thắng, Hà Nội xưa với nhiều đặc trưng riêng và vô cùng thân thương thế, nhưng gắn liền với tuổi thơ của vợ chồng ông là chiếc tàu điện leng keng. Quả là một cái rất là gợi nhớ cho mình. Chính vì vì như thế đâm ra là hôm nay cũng phải gọi như cố gắng bớt chút thời gian, kể cả mưa gió hoặc là trời rét mấy cũng phải đến để ngắm nhìn lại cái tàu điện leng keng thời thơ ấu của mình. Đấy, Orion Tông này chẳng hạn. Đấy, tức là cái này rất đấy, vẫn còn chạy tốt như thế này. Đấy, tức là những cái này là ngày xưa là những nhà giàu mới có. Nhà nghèo không được nghe như này. Đến đây thì đúng thật là rất là bất ngờ vì thấy là không gian ngày rất là xưa, nhiều là cũng có nhiều cái hình ảnh ngày xưa nó ùa về mình đây. Ký ức Hà Nội gồm nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, vui chơi đa dạng. Đặc sắc nhất là khu trưng bày nét đẹp văn hóa người Hà Nội, tái hiện không gian sống xưa, đưa du khách về với những giá trị văn hóa được người Hà Nội coi trọng. Nhân cái dịp mà chuyển giao từ năm cũ sang năm mới thì chúng tôi muốn giới thiệu với du khách của thủ đô Hà Nội cũng như là du khách ở bốn phương đến với thủ đô Hà Nội một cái ký ức Hà Nội rất là xưa cũ nhưng mà rất là có ý nghĩa đối với người Hà Nội, và đặc biệt là du khách trong và ngoài nước đến cũng sẽ cảm nhận được cái hương đất và hồn người của thủ đô Hà Nội. Ký ức Hà Nội là không gian để những thế hệ người lớn tuổi hoài niệm về một miền ký ức sâu lắng, là nơi để thế hệ trẻ được tìm hiểu và trải nghiệm về một Hà Nội xưa